không nói không biết, hiện giờ ứng dụng TVB Anywhere North America tiếng Việt có nhiều bộ phim truyền hình mới nhất để kỷ niệm đài TVB như Bác sĩ Nhi Khoa và Hoang đổi trong tướng, và đồng bộ các phim tập để bạn xem miễn phí. Không chỉ xem trên YouTube mà có thể tải xuống ứng dụng TVB Anywhere North America tiếng Việt ngay bây giờ. Càng xem nhiều càng thích thú. Má. Ừ? Dạ, chỉ con đánh bài gạt tiền. Má vừa chui ra khỏi lỗ chuột con lại muốn chung vô hả? Đừng có suy nghĩ nhiều. Muốn bắt con chuột đó thì tự mình phải thành con chuột. Má có thể dạy cho con hay không? Mọi người, cẩn thận một chút chứ. Tại sao bên cô à? Má cô đâu rồi? Anh cô đâu rồi? Hả? Đúng rồi đó. Lỗi đâu rồi? Sao cô giúp cô? Đúng rồi đó. Đúng rồi đó. Không ai thấy cô mà được. Chết luôn kìa. Có được chứ? Tôi không biết. Tôi nhớ Lũ Nương với lại anh Đào. Hai người họ đã bỏ đi Thượng Hải. Tôi thiệt lo cho họ. Họ lại không gửi một lá thư nào cho tôi. Trời, nè, công mình đã đủ làm mà phải đồ cực khổ như vậy. Ây da, đừng mở cửa tiệm nữa. Tôi nhất định phải mở cửa tiệm. Tôi phải mở cửa tiệm mà. Nè, đừng có làm nữa, đừng có làm nữa. Đừng có làm nữa mà. Đừng có tự ép buộc mình mà. Tôi không sao. Bận rộn thì tôi không suy nghĩ lung tung. Tôi bận thì trong lòng của tôi không nghĩ tới họ nữa. Nhưng tôi không biết bây giờ họ thế nào. Họ đi bao lâu? Phải, đã đi bao lâu rồi? 2 tuần. 2 tuần lễ vẫn chưa trở về. Không biết họ có gì hay không? Không chứ hả? Vậy cô có biết địa chỉ Thượng Hải hay không? Dù gì cũng đã đi 2 tuần lễ, phải đi kiếm họ. Đúng, chúng tôi có thể giúp được gì cho cô? Em Bình, em không còn yêu anh nữa hay sao? Nói cho anh biết, tại sao em lại khờ dại như vậy? Nếu như em không thật lòng yêu anh, em có thể nói cho anh biết mà. Cho dù lại muốn dắt bé Hùng đi, anh cũng không có ý kiến gì. Tường Phong, Tường Phong, anh nói gì? Tại sao lại không nói với anh? Tường Phong, anh làm gì? Tại sao chúng ta tới nông nỗi này? Đã xảy ra chuyện gì? Anh nói cho tôi biết. Trong phòng của Lam Bình, tôi kiếm thấy đoạn nhật ký. Cô đã ghi lại tất cả những tâm sự cổ trong này. Những ngày gần đây lúc tôi đọc, tôi thật sự không tin. Không tin những gì ghi trong nhật ký này là lời thật của cổ. Chúng tôi làm vợ chồng bấy lâu, lâu nay cô không hề yêu tôi. Người yêu của cổ là Trình Tử Khiêm. Lúc trước cũng vậy, bây giờ cũng vậy. Và Tử Khiêm cũng rất là yêu cổ. Không đâu, không thể nào. Anh với Lâm Bình thương nhau như vậy, không thể nào. Giữa tôi và cổ chỉ là giả thôi. Tất cả đều là giả. Hôn nhân của tôi và cổ đều là giả. Cuốn nhật ký ghi chép rất rõ ràng. Tôi muốn tự gạt mình cũng không được. Thì ra lâu nay Lâm Bình rất giận Tử Khiêm. Tại sao không cầu hôn với cổ? Còn bỏ ra nước ngoài để mà học y khoa. Bởi vì quá yêu nên thù hận và kiếm người thay thế. Cái người thay thế này chính là tôi. Thì ra anh nói với Lâm Bình, anh chê tánh của tôi nóng nảy, nói là tôi làm tổn thương tự ái của anh. Thì ra lâu nay anh cứ nhắc nhở tôi. Tôi thiệt là quá ngu. Đã vì anh tôi thay đổi quá nhiều.
bản tính nóng nảy của tôi đã thay đổi. Tôi đã không có nhắc qua với ảnh nhà của tôi có tiền, và tôi cũng không chê ảnh là một bác sĩ. Tôi thì không có, sao tôi lại gây tổn thương cho ảnh? Đừng có nhắc nữa. Sao tôi lại gây tổn thương cho ảnh? Anh coi nè, anh nói với làm mình, anh rất là yêu thích con nít, ai ngờ cứ nhầm bà vợ lại không biết sanh con. Còn nữa, lòng ảnh luôn ái ngại vì tôi không thể sanh con. Thử hỏi có người vợ nào mà không muốn sanh con cho chồng của mình, phải không? Chúng tôi không có con được, tôi cũng không muốn. Đừng có coi. Còn nữa, anh nói lâu nay không ly hôn với tôi là gì? Vì anh sợ sẽ gây tổn thương cho tôi. Không phải, là vì vẫn còn tình cảm với tôi nên ảnh không muốn ly hôn với tôi. Là vì anh sợ ba của tôi sẽ giết chết ảnh. Trả lại cho tôi, đừng có coi nữa. Sao ảnh lại nói ra những lời đau lòng như vậy? Sao ảnh lại quá vô lý? Thế giới này sao lại biến thành như vậy? Thật ra ảnh không có yêu tôi. Thì ra tôi chỉ là một vật thay thế. Thế thiệt là quá đau lòng. Hữu Sanh, đừng có như vậy. Tôi không biết nên phải làm sao. Tôi rất hiểu cô. Cho dù trên đời này không có ai hiểu cô, nhưng mà tôi vẫn hiểu được cô. Cô đừng quá kích động. Có kích động thì cũng vô dụng thôi. Bây giờ chúng ta nên bận tâm lo lắng cho họ, để tới khi họ tỉnh lại rồi mới tính sau. Anh Đào, má, hai người đã đi đâu? Đừng nên có chuyện gì, đừng bỏ lại mình con. Em coi, hôm nay trời xanh biết mấy, cũng giống như bình thường. Còn nữa, nghe được tiếng chim hót hay không? Tiếng chim kêu em tỉnh lại, đừng có ngủ nữa. Tường Phong, sao ngủ vậy? Anh cũng đưa làm mình ra ngoài tắm nắng đó hả? Đúng, tuy là cổ chưa tỉnh lại, nhưng tắm nắng nhiều một chút thì có lợi cho cổ. Từ Phong, nãy giờ tôi đã nghe anh liên tục nói chuyện với Lâm Bình. Phải, tôi liên tục nói chuyện với cổ, mong là cổ biết được có người quan tâm cho cổ. Anh đối với Lâm Bình thiệt tốt, thật ra cô cũng rất có phước. Thế nào, hôm nay thấy cô đã bình tĩnh lại nhiều, có nghe lời khuyên của tôi hay không? Có, tôi cũng giỏi lắm. Thật ra lời anh nói là đúng, quan trách thì có ích gì. Bây giờ tôi không nghĩ cái gì hết, một lòng một dạ để săn sóc cho Tử Khiêm, mong ảnh sẽ được mau tỉnh lại. Biết nghĩ gì là tốt. Bác sĩ nói Tử Khiêm có phản ứng nhẹ, có thể không lâu sẽ tỉnh lại. Thiệt à? Vậy là tốt quá. Hữu Sanh, chuyện gì? Tử Khiêm sắp tỉnh lại, nhưng lòng của tôi cảm thấy rất buồn.
Anh cũng biết, khi ảnh tỉnh lại, tôi làm sao nói chuyện với ảnh. Nói với ảnh về cái gì? Tôi cũng vậy. Tôi có một ý nghĩ tệ hại nhất. Ảnh gây tổn thương cho tôi. Tôi muốn trả thù ảnh. Anh nghĩ có nên làm vậy hay không? Nói thật nha, tâm trạng của tôi cũng rất là mâu thuẫn. Nhiều lúc tôi nghĩ mình có nên chịu trách nhiệm để lo lắng cho Lâm Bình hay không. Đừng nghĩ tới những chuyện khác. Nhưng mà thật ra trong lòng của tôi rất là đau, rất giận. Thậm chí nhiều lúc cũng muốn báo thù. Nhưng tôi tự nói với mình là không nên nghĩ gì. Đừng nghĩ nhiều nữa. Tôi đưa Lâm Bình trở về phòng. Tại sao lại không lên tiếng? Lại nghĩ tới chuyện của Tử Khiêm. Anh à, có động vật nào mà cô đặc biệt yêu thích không đây? Nói cho tôi biết. Con thỏ. Hồi còn nhỏ tôi đã từng nuôi qua. Nhưng hỏi đi làm gì? Đừng có nói nhiều. Đưa tay cho tôi. Anh giỏi quá. Đâu có giỏi gì. Thật ra do là mình dạy cho tôi. Tôi nói cho cô biết, nhưng mà không được cười tôi. Ừ. Nhiều lúc tôi cảm thấy tánh của mình rất đàn ông. Còn nữa, là cha của bé Hùng. Nhưng thật ra tánh của tôi cũng lãng mạn lắm. Trước đây Lâm Bình cũng đã dạy tôi nắm lấy tay của tôi. Lúc đó tôi cảm thấy rất lãng mạn. Cảm thấy xung quanh của mình hình như không có ai hết, chỉ có những ngôi sao trên trời tạo cảnh tượng cho tôi. Cô tin duyên phận không đây? Tôi rất tin vào duyên phận. Tôi vừa quen biết với Lâm Bình, cô đã chủ động hẹn với tôi. Cô nói với tôi cô tên Lâm Bình, là Lâm Bình của tiếng Trung Lâm Bình. Tôi là Từ Phong, Từ Phong của Từ Phong Phiêu Tống. Tôi nói với cô, sao đúng lúc như vậy? Cô nói với tôi đó là duyên phận. Và cô nói là duyên phận do ông trời định sẵn. Chúng tôi vĩnh viễn không xa nhau và sống được gần nhau. Nhưng mà tôi thì không ngờ, sau vài năm tới ngày hôm nay, cô lại thay đổi kiểu này. Đừng có vậy. Lúc đầu tôi tưởng nhạc phụ không thích tôi. Tôi là ai chứ? Lâm Bình là thiên kim tiểu thư. Tôi thường tự nói với bản thân của mình là hết lòng nỗ lực làm tốt lão phụng hoàng. Có đôi lúc suốt 3 ngày 3 đêm tôi cũng không ngủ. Tôi tận sức của mình đi làm việc. Tôi làm vậy là vì cái gì? Đâu phải là vì đại thương gia. Tôi chỉ là muốn rút ngắn khoảng cách giữa tôi và cổ. Nhưng mà ai ngờ kết quả, cô đối diện đám nhân viên của lão Phùng Hoàng nói là, cô nói tình cảm với tôi và Từ Phong đã bị rạn nứt, chúng tôi sẽ ly dị rất mau. Còn nữa, Từ Phong đối với lão Phùng Hoàng đã không còn liên hệ gì hết. Anh là một người đàn ông thật sự rất tốt. Nhưng Lâm Bình không biết trân quý. Sau này nhất định sẽ có người biết trân quý anh. Anh làm ăn giỏi. Bà của tôi cũng sắp về hưu. Bà của tôi rất muốn làm kinh doanh. Trong thương trường và chính giới, ông quen biết nhiều người. Lúc đó nhất định sẽ giúp được cho anh. Thật ra bây giờ điều tôi mong muốn nhất là Tử Khiêm hay mau tỉnh lại. Đôi bên có thể nói chuyện cho dứt khoát và rõ ràng, không cần dây dưa để kéo dài. Tới lúc đó, anh có thể cùng với Lâm Bình nắm tay nhau để sống gần gũi bên nhau. Tôi sẽ không hỏi tới, chỉ biết là đừng tiếp tục duy trì. Tôi có cảm giác không lâu Tử Khiêm sẽ tỉnh lại.
Chị Bình, đã mấy năm không gặp. Em là muội muội, em tới đây thăm chị. Chị nhất định sẽ vượt qua tai nạn lần này. Chị có còn nhớ hay không? Chị viết thơ nói cho chúng tôi biết, khi chị được rảnh, chị nhất định sẽ đến Quảng Châu thăm chúng tôi. Chị rất muốn thăm tiệm cháo của chúng tôi, để thử tài nấu nướng của chúng tôi. Còn nữa, sẽ cùng chúng tôi hát bài đêm Thượng Hải, ba ngày nắng. Chị khó chịu, ăn chén cháo ngon, chị thấy vui lòng. Cháo Vĩnh Lệ, mùi thơm ngon ngát, cả một vùng. Chị không cần sợ, anh Đào cùng với má đã về Thượng Hải. Tuy bây giờ em không biết họ ở đâu, nhưng em biết họ nhất định đang nghĩ cách. Từ nhỏ tới lớn cũng vậy, khi anh đã gánh trọng trách, bất luận đằng trước có bao nhiêu chướng ngại, bao nhiêu khó khăn, anh nhất định sẽ vượt qua. Cho nên chị Bình, chị nhất định phải cố gắng. Anh Đào và má đã sắp tới, chị phải chờ họ, nhất định phải chờ họ. Còn nữa, chị hãy mau tỉnh lại, nếu không tới lúc đó má sẽ nói chị là con heo. Không lâu, mấy người chúng ta sẽ giống như là lúc trước, đi tới đâu cũng có ba người. Chị có biết không, chị Bình? Tử Khiêm, nghe nói anh đã khỏe được một chút, không bao lâu sẽ được tỉnh lại. Anh cũng biết, tôi đương nhiên là không muốn anh cản trở tôi vào Hổ Sanh, cho nên đã tới lúc anh phải lên đường. Kiếp sau đầu thai, đừng có nên nhiều chuyện như vậy. Còn nữa, đừng có dành làm người tốt. Lão sư bá có nói một câu nghe thiệt hay lắm: giết người phóng hỏa đều giáp vàng, sửa cầu làm đường chết mất xác. Về Hổ Sanh anh đừng có lo, tôi thay anh chăm sóc tốt cho cổ. Anh có thể yên tâm mà lên đường.
Alo. Phải, là tôi. Bà Trinh, thành thật xin lỗi. Khi nãy chúng tôi đi coi bệnh nhân, phát hiện ông Trình đã qua đời. Chúng tôi đã cấp cứu cho ông ấy, nhưng mà đã tận lực. Cho nên chúng tôi xin lỗi. Tại sao lại như vậy? Trước đây ông nói là anh có phản ứng mà giờ đã có thể được tỉnh lại. Đúng, nhưng mà tôi nói rõ ràng với bà Trình rồi, thương thế của ông Trình nghiêm trọng, cho nên rất có thể có trái ngược. Phản ứng nhẹ của ông có thể là phản ứng tự nhiên của bộ thần kinh. Theo kinh nghiệm cho thấy, một khi vết thương ở trên não của ông ta đột nhiên xuất huyết, đó là nguyên nhân dẫn tới tử vong. Lão sư bá, không biết kêu hết mọi người tới là có chuyện gì? Phải, không có gì, không có gì. Chỉ là lão sư bá không có được vui. Hả? Có bị cháy râu, ta đã cá độ với Mao Trí. Ai ngờ ta bị thua cho đến sạc nghiệp luôn. Hả? Cá độ gì đây? Cái gì vậy? Cá gì vậy? Sư bá cũng dám thắng được. Không, cá độ với nó. Nhưng mà cá với nó là ít nhất phải 3 năm nó mới đeo đuổi được Lưu Ân Ân. Nhưng mà thời gian 3 tháng thì nó đã lo xong việc. Ta đây dựng cho có chịu thua, lấy cá thêm với nó một lần. Lam Bình là một loại khó khăn, Lam Thế Phụng không phải là một người tầm thường. Hả? Ít nhất là phải nửa năm. Nó dùng bao nhiêu thời gian mọi người đều biết. Hả? Chỉ có 2 tháng, 2 tháng là xong xuôi, làm cho Lam Bình phải một lòng phục nó. Hả? Trí, thầy phục con đó. Được, bây giờ tới phiên Tôn Hổ Sinh. Thì ta cũng không tin lại cá với nó một lần nữa. Ta nghĩ ít nhất nó phải dùng thời gian nửa năm mới có thể đeo đuổi được cô ấy. Nhưng mà đã tính qua, chưa đủ 1 tháng thôi, chỉ có 25 ngày, 25 ngày nó đã cua được cổ. Hay quá. Trí, ta đã thua, ta phải uống 3 ly. Hả? Lão sư bá đã quá khách sáo rồi. Thật ra Tôn Hổ Sanh vẫn chưa hoàn toàn bị mắc câu. Lão Phùng Hoàng vẫn chưa thật sự rơi hết tiền vào túi của mình. Chưa chi sư bá đã đắc ý như vậy. Ấy, có một câu, đóng cửa lại để đánh chó, khóa cửa làng để bắt gà. Hả? Thế như tài cán của con thì đã chắc ăn. Hả? Ta tin tưởng con. Nhưng mà Lã Đào và Lỗ Nương vẫn chưa kiếm ra. Ngày nào chưa trừ được 2 người họ, trong lòng như là có cây gai. Chị mới ở Thượng Hải, không biết làm cái gì, chỉ biết ăn không ngồi rồi, không có làm được cái gì hết. 2 con tép riêu thôi mà làm lâu như vậy, tiếc là đồ ăn hại. Phu nhân đã về tới, bây giờ đang ở bên ngoài. Chào mừng chị Sáu. Thưa bà, tôi vào trong làm đồ ăn cho bà. Má. Ây da, Phong à, tại sao như vậy? Tại sao 2 người họ đụng xe? Bây giờ bác sĩ Trình lại chết luôn nữa, vậy là sao? Con không biết xảy ra chuyện gì, lại càng không biết tại sao bọn họ đi chung với nhau. Thưa chị, cháu Phong cũng vì chuyện này mà đau khổ rất nhiều, giống như người mất hồn, lại tiều tụy. Cho nên chúng tôi tới đây để an ủi cháu Phong. Tại sao lại vậy? Tại sao như vậy chứ? Phải rồi, tại sao khi không má lại bỏ đi? Lâm Bình với bác sĩ Trình nói cho má biết, Lạm Diệp đang ở Nam Kinh, còn nói đi cùng với tôi đến Nam Kinh tìm thằng Diệp. Kêu má đến trạm xe lửa chờ 2 người, đợi hoài không thấy 2 người họ, nên tự má đã đi Nam Kinh. Nhưng tới Nam Kinh là tìm không ra thằng Diệp. Thật ra Lâm Bình đang làm cái gì? Hả? Không có giống như người làm gì không rõ ràng. Ngồi đây bàn chuyện cũng vô ích, hy vọng cô sớm tỉnh lại để hiểu rõ câu chuyện. Thưa chị, đúng ra ta không có nên mở miệng với chị ở trong lúc này, nhưng mà chuyện rất là khẩn cấp. Ngân hàng ở bên Nam Dương đã bắt buộc ta, nếu mà các người kéo dài không chịu chuyển cổ phần của lão Phụng Hoàng cho ta, ta lo là không có xong. Trước đây tôi đã ký vào giấy đồng ý cho mọi người. Cũng tại Lâm Bình đó, không biết có phải là uống lộn thuốc hay không, đột nhiên nó lại không có ký vô tờ hợp đồng. Hợp đồng đó bị hủy bỏ. Tại sao lại phiền phức như vậy?
Thôi thôi được rồi, ngày mai tôi sẽ ký một hợp đồng khác với các người, lấy hai phần của tôi chuyển nhượng cho các người trước. Nhưng mà về phần Lâm Bình thì phải đợi nó tỉnh lại mới được. Vậy làm phiền chị. Ma, má bụng bà đã nhiều rồi, về phòng nghỉ chút đi. Chị Sáu à, đưa má tôi lên phòng. Dạ. Xin lỗi, tôi lên phòng nghỉ ngơi trước. Cảm ơn. Làm phiền. Cẩn thận. Trí à, lần này không có muốn thua cho con cũng không được hả? Bây giờ hai cổ phần của bà chia để vô túi của chúng ta. Nếu Lâm Bình chết, con là chồng của nó, chắc chắn cổ phần sẽ thuộc về con. Alo. Tôi là Hữu Sanh. Bây giờ tôi buồn quá, anh có thể tới gặp tôi không? Là là. Hữu Sanh à, được uống thêm nữa. Tự Phong, anh đã tới hả? Tới rồi thì tốt, anh qua đây. Qua đây, anh uống với tôi. Qua đây. Lâm Bình, anh biết em là cô gái rất si tình. Anh biết trong lòng của em lâu nay vẫn còn câu hỏi. Em muốn biết rằng anh đã từng yêu em hay không? Có chứ. Anh thật đã từng yêu em.
Em bây giờ có thể yên tâm lên đường. Tiêu Phong, anh đang muốn làm gì đó? Chuyện gì đây? Tôi bây giờ lau mặt cho vợ của tôi không được hay sao? Lão Đào, tại sao tự gây khốn khổ cho mình? Tất cả bọn chém mướn ở Thượng Hải đi kiếm anh, ai cũng muốn giết chết anh. Anh tự cẩn thận đi, giờ tự kiểm điểm mình. Đâu có sao, dù tôi bị người ta đuổi giết nhưng cũng phải đến thăm người bạn cũ này. Tôi bằng lòng gánh cổ trên vai thì tôi sẽ không bỏ cô xuống. Còn anh, dù sao tôi vẫn phải gặp anh. Anh làm gì đây? Cô mạng, bắt người ta. Anh đi sâu. Cô mạng. Anh làm gì? Anh đi sâu. Cô mạng. Dù vậy. Cô mạng. Khi này có người muốn ám sát làm tiểu thư, cũng may tôi giọng từ đánh đuổi hắn. Tay của tôi bị thương, hãy mang kỹ thuật bộ. Được, mà lên, mà lên. Mà lên. Nè, dạ, anh Bình à, sao tay bị thương vậy? Khi nãy có người muốn giết Lâm Bình, cũng may tôi và Từ Phong đến đánh, hung thủ đã bỏ chạy. Lâm Bình hiền hậu như vậy, sao lại có người muốn giết cổ? Tôi cũng không biết. Có lẽ cha cô ấy trước đây làm ăn lớn nên có nhiều kẻ thù. Bất luận thế nào, lúc Lâm Thế Phong còn sống là bạn tốt của sếp chúng tôi. Tôi không để cho con của ông ấy có chuyện. Tôi sẽ phái người đến bảo vệ cho Lâm tiểu thơ. Thật cảm ơn ông lo lắng cho Lâm Bình. Tôi sẽ không làm phiền các người lâu. Khi này bác sĩ nói với tôi, tuy là cổ chưa được tỉnh dậy, nhưng tình trạng của cổ đã được ổn định. Cho nên tôi định là hai hôm nữa đón cổ xuất viện, kiếm bác sĩ tốt nhất lo cho cổ. Các vị có thể yên tâm. Vậy thì được. Ngay đây, hai người lên tỉnh bảo vệ Lâm tiểu thơ. Yes sir. Anh này Lã Đầu, tôi biết anh và Lâm Bình là bạn thân, không cần phải lo lắng cho cổ. Có chỗ nào có thể an toàn hơn nhà của mình chứ? Còn có người chồng lo lắng cho mình, đừng quá lo. Vậy cũng đúng. Bây giờ tình trạng của Lâm Bình đã được ổn định, về đến nhà lại càng an toàn. Tôi nghĩ chắc sẽ không có chuyện gì. Nhất định. Bác sĩ, tại sao lâu rồi mà Lâm Bình vẫn chưa tỉnh? Má à, đừng quá lo lắng. Má có em Bình, hai hôm nay sắc mặt của cổ đã hồng trở lại. Có bác sĩ Dương chăm sóc cho cổ. Vài hôm nữa cô sẽ mời bác sĩ từ ngoại quốc trở về đây. Tin rằng Lâm Bình sẽ tỉnh lại mau. Lâm Bình, con đừng có chuyện gì. Má chỉ còn con là người thân thôi. Con hãy mau mau tỉnh lại, con biết không? Lâm Bình phước đức lớn lắm, không sao đâu. Má, có bác sĩ Dương coi chừng, má cứ yên tâm. Về phòng nghỉ ngơi chút đi. Phải, tôi đưa bà về phòng nghỉ ngơi. Làm phiền ông bác sĩ Dương. Cô đưa má ra ngoài. Lã Đào làm vậy muốn ra tay cũng không được. Nằm vậy đó so với người chết thì có khác gì? Không biết có tỉnh lại hay không. Nhẫn nại một chút, đợi chuyện này dời bớt đi thì cho nó uống độc dược mãn tính. Còn nữa, hãy đổi tất cả nhân công ở trong nhà Lam gia thay dòng người của mình. Mất công Lã Đào lại tới gây chuyện nữa, thằng đó điên mà. Được, quyết định như vậy. Wow, bây giờ là cái gì chứ? Đằng eo hả? Đằng gái là con, tôi không biết. Để coi coi nè, đặt eo đi. Nãy giờ đặt hơn. Thôi, quá nè. Quá, 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 quá lắm. Ây da. Wow, ây da, thiệt hình quá. Các vị, các vị, chúng tôi vẫn còn may mắn lắm. Đánh thắng sòng bạc này lại đi đến chỗ khác, đi sang sòng thứ hai, rồi đến sòng thứ ba, rồi đến sòng thứ tư. Chỉ biết là chúng tôi sẽ thắng hết tiền. Nếu như các vị muốn túi tiền thật đầy, hãy đi theo chúng tôi. Được, được. Ây da, sao nói là thắng được nhiều tiền sẽ phát cho mọi người? Thì phải, phát ở đâu hả? Nè anh bạn à, sao đâu có tiền chiên mà. Chiên mà lỡ đầu lắm đó. Từ nãy tới giờ rồi. Được, được. Sao?
Mọi người hãy bình tĩnh. Chúng tôi đứng đây phát. À, phát cái chỗ này à? Dạ, má. Đừng nói xuông. Nói cái gì? Ý do lỗ nương này lời nói như ngàn vàng. Chút nữa phát tiền ký giả tới tức khắc phát liền. Hả? Hả? Hê, ký giả tới kìa. Hê, nhường chỗ, nhường chỗ. Các vị nhường chỗ. Hê. Hai vị, nghe nói giờ này hai người đã thắng rất nhiều tiền trong các sòng bạc. Hả? Còn nói là đứng giữa đường phát tiền. Thật ra chuyện này là thế nào? Hê, chuyện là như vậy. Tiền bạc này là do tôi với con trai của tôi chơi gian mà thắng được. À, chơi gian. Chơi gian. Chơi gian. Hai mẹ con chúng tôi chơi gian lận hai mươi mấy năm, gạt tiền của rất nhiều người, còn làm cho rất nhiều người nhà tan cửa nát, thậm chí tự sát. Giờ chúng tôi cảm thấy quá hối hận, sợ gì trời đánh. Vậy? Tiền là phi nghĩa, sợ không có mạng để hưởng, cho nên lấy ra đây để phát cho mọi người. Đừng có giành giật, đừng giành giật. Người nào cũng có hết. Hai chúng tôi chỉ là loại tép riêu mà thôi. Gom lại tất cả chỉ là một số ít không có đủ để nhét khe bếp. Chúng tôi biết một tên chủ mưu lừa gạt có nhiều tiền để phát. Hắn ta chuyên môn làm những vụ lớn. Bây giờ thì cơ nghiệp vững vàng, quần áo sang trọng, nhưng giờ cũng thấy hối hận, cho nên đem tiền ra để phát. Đi theo tôi, đi theo tôi. Đi. Sư bá. Lão sư bá, mèo ánh bào. Ê, nè, thay chúng tôi vô đây. Thay tôi vô đây hả? Nè, cái gì à? Các vị vô công việc đâu? Đừng có vô đây. Chúng ta đã quen biết nhau mà. Lão sư bá lâu rồi không gặp. Đã lâu không gặp. Khỏe không? Em thấy em ốm hơn lúc trước đó. Ê, lá đào. Dạ. Lão sư bá, đây là thằng con của đệ tử. Thầy cũng biết con kiếm không đủ hai bữa ăn, nên nó nói muốn như hai chúng ta đi làm kẻ lừa gạt. Gặp mặt lão sư gia rồi còn không kêu lão sư gia đi. Lão sư bá, khoan đã. Mấy người có biết hắn hay không? Không biết. Vậy là nhận ẩu. Thiệt tình. Chúng tôi đang nói chuyện làm ăn. Anh Phú, anh Ôn, đuổi họ đi. Dạ. Nên nữa, em sao vậy hả? Các người làm ẩu cao. Nè, bỏ qua rồi hay sao? Hả? Đồng môn Phương Tân phải chặt tay. Bây giờ mất hai ngón thì là ghê. Nè, cái gì? Từ từ đi, từ từ. Đuổi họ đi mau. Hắn tới đây để mà nhận ẩu thôi. Thì không, lão sư bá, thầy nói là tôi nhận ẩu. Chúng ta đã từng cắt máu ăn thề kết nghĩa huynh đệ, có phước cùng hưởng, có quả cùng chia. Con mau mời lão sư gia mau lên. Có lão sư gia. Thầy can đảm đứng trước mặt lão sư gia nói là không biết tôi hả? Coi chừng bị trời đánh chết. Xét đánh tan thầy. Thật ra tôi đâu có biết họ. Ê nè, các người là ký giả mà, dù sao cũng là người có ăn hậu, tại sao lại nghe là thằng điên và con mẹ điên này nói chuyện? Bọn họ chỉ là nói bậy bạ. Không sai, ông Hà là một đại lão bản. Ông chủ tôi mà, làm sao lừa gạt? Lát nữa còn gây rối loạn, tôi sẽ báo Tùng Phong. Cần gì báo Tùng Bộ. Giới thiệu với mấy người, những người ngồi ở đây đều là trong thiên môn bát tướng. Chánh đề đoạt phản, phong quả từ diêu. Cái người này kêu là lão sư bá Kim Mao Thái. Sư bá. Mà sau này kêu là Mao Băng. Bá là đề tướng, chuyên môn lót đường mở cửa cho người ta đi. Nè, nói bậy cái gì? Nói bậy gì hả? Nè, còn đây là Mao Quý. Hắn ta là đoạt tướng, có chuyện gì cần phải chạy trốn là do hắn ta làm. Bà nói cái người này là nóng tánh, rất là nóng. Kêu là quả tướng, hắn kêu là Mao Hùng, đụng một chút là đòi đánh đòi giết, là cái người này nè. Đồ đi. Mẹ. Thử nói thêm một lần, kể lường gạt coi. Nói thêm câu nữa. Con sợ quá. Lừa gạt. Các người. Các vị, này gói lại đi. Khi nãy các vị cũng chụp hình bọn lừa gạt này rồi. Các vị có biết không, lật mặt nạ của bọn lừa gạt, tôi sẽ bị nguy hiểm lắm. Sẽ mất mạng. Sợ bị chặt chân chặt tay. Nếu tôi có chuyện gì bất trắc, mất đầu mất tay, các vị cũng biết là đã làm chuyện này. Nhà thương điên của Thượng Hải đã hết chỗ chưa? Cho nên hai người này mới bỏ chạy ra ngoài đó. Mặc kệ họ, chúng ta không biết họ, mình tiếp tục nói chuyện. Thưa ông, chúng tôi muốn hỏi. Nè, chúng tôi đến đây uống trà, không phải đến đây để cho anh phỏng vấn. Anh Phố, lúc nãy chúng ta nói đến Mã lão bản để dùng 10 vạn để mua cái tiệm của chúng ta. Nhiều tiệm phải không? 10 vạn ở đâu có thiếu gì, theo chúng tôi đi mà đi. Không nói
nói không biết, hiện giờ ứng dụng TVB Anywhere North America tiếng Việt có nhiều bộ phim truyền hình mới nhất để kỷ niệm đài TVB như Bác sĩ Nhi Khoa và Hoang đổi trong tướng, và đồng bộ các phim tập để bạn xem miễn phí. Không chỉ xem trên YouTube mà có thể tải xuống ứng dụng TVB Anywhere North America tiếng Việt ngay bây giờ. Càng xem nhiều càng thích thú.